chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống đời thường của MC Cát Tường, từng được khuyên nên đi điều trị tâm lý. Đối với MC Cát Tường, việc livestream nói chuyện là niềm vui của cô, nếu không cô hay nói chuyện một mình khi ở nhà. MC Cát Tường vừa có những chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời, tiêu chuẩn người yêu và cả tâm lý của mình trên kênh YouTube. Bà mối cho biết, tuy đã hoạt động showbiz khá lâu nhưng rất ít bạn bè trong giới giải trí. Một vài nghệ sĩ Cát Tường có chơi cùng như diễn viên Tiết Cương, Quốc Thuận, Trịnh Minh Dũng. Đối với nghệ sĩ nữ, Cát Tường thân thiết với diễn viên La Giang nhưng do dịch bệnh đã lâu cả hai không gặp nhau. Ở nhà tôi hay nói chuyện một mình, vừa làm vừa nói, tôi bị bệnh nói lắp bắp một mình vậy đó. Tường ít bạn lắm, đồng nghiệp đi quay gặp ai thì đăng lên, nữ không chơi với ai luôn, có chơi với chị La Giang à, Cát Tường cho biết. Về việc nữ MC không có nhiều bạn bè trong showbiz, đến mức bác sĩ từng khuyên Cát Tường đi trị tâm lý. Cô cho biết, tôi không có bạn thân trong showbiz, bác sĩ nói tôi bị một dạng stress, hơi tự kỷ và khuyên tôi đi trị tâm lý. Tuy nhiên, do lì không đi trị và bản thân cũng tự thấy mình có nghị lực, vẫn giao tiếp khá nhiều. Không biết nếu gặp, bác sĩ sẽ tư vấn cho tôi hay tôi tư vấn cho bác sĩ. Nói về đời sống tình cảm của mình, nữ MC cũng thẳng thắn chia sẻ tiêu chuẩn bạn trai mà cô mong muốn. Mẫu người lý tưởng của tôi phải là cao 1m7 trở lên, không mập, không gầy, nhưng phải khỏe mạnh, trắng hay đen không quan trọng, nhưng da mặt phải láng, biết ăn mặc tươm tất, có thể xăm mình cũng được, Cát Tường cho biết. MC Cát Tường thường chia sẻ ảnh đời sống thường ngày của mình. Hiện tại, Cát Tường vẫn đang chờ bạch mã hoàng tử trong tương lai của mình nhưng không thích người gia trưởng. Nữ MC chia sẻ, nếu một người đàn ông gia trưởng bắt tôi phải theo ý họ, không cho tôi ra ngoài làm việc không được, vợ chồng cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Sắp tới, MC Cát Tường cũng đọc 1000 cuốn lịch để dành tặng cho khán giả của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.